Chào mừng các em đã đến với www.sửamay66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Kiểm tra tổng hợp cuối năm. Kết quả cần đạt: nắm vững các nội dung cơ bản của cả 3 phần văn học, tiếng Việt, làm văn trong chương trình ngữ văn lớp 12, chủ yếu ở học kỳ 2. Biết cách vận dụng những kiến thức và kỹ năng đã học để hoàn thành tốt bài kiểm tra tổng hợp cuối năm. Một la mã, hướng dẫn chung. Một nhỏ, những nội dung cần chú ý. Ôn lại những nội dung đã được hướng dẫn ôn tập ở cuối học kỳ 1. Chú trọng ôn tập các nội dung sau đây ở học kỳ 2. A nhỏ, về văn học, giá trị nội dung và nghệ thuật của các tác phẩm đoạn trích đã học ở học kỳ 2. Phần văn học Việt Nam, Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài, Chợ Nhặt của Kim Lân, Rừng Xà Nu của Nguyễn Trung Thành, Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi, Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu, Hồn Trương Ba Gia hàng thịt của Lưu Quang Vũ và một số văn bản Nhật dụng. Phần văn học nước ngoài, Thuốc của Lỗ Tấn, Số phận con người của Solokhov, Ông già và biển cả của Hemingway. Lý luận văn học, giá trị văn học và tiếp nhận văn học. B nhỏ, về tiếng Việt, nhân vật giao tiếp, thực hành về hàm ý, phong cách ngôn ngữ hành chính. C nhỏ, về làm văn, nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi, rèn luyện kỹ năng mở bài và kết bài trong bài văn nghị luận, diễn đạt trong văn nghị luận, phát biểu tự do, văn bản tổng kết. Hai nhỏ, cách ôn tập và làm bài kiểm tra. Tham khảo phần hướng dẫn chung ở bài kiểm tra tổng hợp cuối học kỳ 1. Hai la mã, gợi ý đề bài. Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề. Phần trắc nghiệm 3 điểm. Một nhỏ, nội dung nào sau đây không phải là biểu hiện của tính nhân đạo trong truyện ngắn Vợ Nhặt? A lớn, trân trọng niềm khát khao tổ ấm gia đình. B lớn, ca ngợi tình thương yêu giữa những người nghèo khổ. C lớn, xây dựng một tình huống đặc biệt, vui mà tội nghiệp, mừng mà vừa tuổi vừa lo. D lớn, xót thương trước tình cảnh thê thảm của người nông dân trước cách mạng tháng 8. Hai nhỏ, câu nào sau đây nêu đúng và đầy đủ chủ đề truyện ngắn Vợ Nhặt? A lớn, truyện ngắn Vợ Nhặt của Kim Lân kể về người vợ nhặt được của Tràng. B lớn, truyện ngắn Vợ Nhặt của Kim Lân không chỉ miêu tả tình cảnh thê thảm của người nông dân trong nạn đói năm 1945, mà còn khẳng định bản chất tốt đẹp và sức sống kỳ diệu của họ. C lớn, truyện ngắn Vợ Nhặt của Kim Lân thể hiện niềm khát khao tổ ấm gia đình và tình yêu thương đùm bọc lẫn nhau của những người nông dân trước cách mạng. D lớn, truyện ngắn Vợ Nhặt của Kim Lân nói về tình cảnh thê thảm của người nông dân trong nạn đói năm 1945. Ba nhỏ, thành công chủ yếu về nghệ thuật của truyện Vợ Chồng A Phủ thể hiện ở những phương diện nào? A lớn, khắc họa tính cách nhân vật, tạo màu sắc và phong vị dân tộc. B lớn, khắc họa tính cách nhân vật, xây dựng tình huống truyện. C lớn, khắc họa tính cách nhân vật, miêu tả tâm lý nhân vật. D lớn, tạo màu sắc và phong vị dân tộc, xây dựng tình huống truyện. Bốn nhỏ, đặc điểm nào dưới đây không thể hiện màu sắc sử thi trong tác phẩm Rừng Xà Nu của Nguyễn Trung Thành? A lớn, đề cập tới vấn đề cơ bản nhất có ý nghĩa sống còn của đất nước, cuộc kháng chiến chống Mỹ giành độc lập cho dân tộc. B lớn, xây dựng các nhân vật anh hùng quyết chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của đất nước. C lớn, thể hiện tinh thần lạc quan, tin tưởng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ.
đê lớn, tạo dựng một bức tranh hoành tráng về thiên nhiên và con người. Năm nhỏ, nhận định nào sau đây đúng và đầy đủ? Hình tượng rừng xà nu trong truyện ngắn cùng tên của Nguyễn Trung Thành có ý nghĩa tượng trưng cho A lớn, sức sống tuyệt vời của thiên nhiên Việt Nam; B lớn, cuộc đấu tranh bất khuất của dân làng Soman và các dân tộc Tây Nguyên; C lớn, sự bất lực của bom đạn đế quốc Mỹ; D lớn, cuộc sống đau thương nhưng kiên cường bất khuất của các dân tộc Tây Nguyên nói riêng và của dân tộc Việt Nam nói chung. Sáu nhỏ. Trong truyện Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu có chi tiết, sau cuộc nói chuyện với người đàn bà, có một cái gì vừa mới dở ra trong đầu vị bao công của cái phố huyện vùng biển. Theo anh chị, nhân vật Đẩu đã hiểu ra điều gì? A lớn, cuộc sống còn quá nhiều khó khăn của người dân chài vùng biển. B lớn, sự nhẫn nhục cam chịu của người phụ nữ lao động vùng biển. C lớn, tình thương yêu vô bờ của người mẹ đối với những đứa con của mình. D lớn, không thể đơn giản sơ lược trong việc nhìn nhận cuộc sống và con người. Bảy nhỏ. Câu nào sau đây nêu chính xác và đầy đủ chủ đề truyện Số phận con người của nhà văn Nga Solokhov? A lớn, truyện Số phận con người thể hiện sự tàn bạo của chiến tranh phát xít. B lớn, truyện Số phận con người thể hiện sự đồng cảm sâu sắc với những số phận chịu nhiều mất mát trong chiến tranh. C lớn, truyện Số phận con người thể hiện khát vọng vươn lên làm chủ số phận của con người. D lớn, truyện Số phận con người thể hiện bản lĩnh kiên cường và nhân hậu của con người Xô Viết. Tám nhỏ. Dòng nào sau đây không nêu đặc điểm thể hiện sự trong sáng của tiếng Việt? A lớn, tính chuẩn mực, có quy tắc. B lớn, sự không lai căng pha tạp. C lớn, tính lịch sự văn hóa trong lời nói. D lớn, sự phong phú sinh động về từ ngữ, âm thanh. Chín nhỏ. Đoạn văn sao có những đặc sắc gì về diễn đạt? Tôi quyết rằng trong lịch sử thi ca Việt Nam chưa bao giờ có một thời đại phong phú như thời đại này. Chưa bao giờ người ta thấy xuất hiện cùng một lúc một hồn thơ rộng mở như Thế Lữ, mơ màng như Lưu Trọng Lư, hùng tráng như Quy Thông, trong sáng như Nguyễn Nhược Pháp, ảo não như Quy Cận, quê mùa như Nguyễn Bính, kỳ dị như Chế Lan Viên, và thiết tha rạo rực băng khoăn như Xuân Diệu. Hoài Thanh Hoài Chân, thi nhân Việt Nam. A lớn, dùng từ chính xác, độc đáo, viết văn vào hình ảnh. B lớn, viết văn vào hình ảnh, sử dụng các phép tu từ, lập cú pháp, liệt kê. C lớn, dùng từ chính xác, độc đáo, sử dụng các phép tu từ, lập cú pháp, liệt kê. D lớn, viết văn vào hình ảnh, sử dụng các phép tu từ chêm sen, liệt kê. Mười nhỏ. Đoạn văn sau đây sử dụng phép tu từ nào? Làng ở trong tầm đại bác của đồn giặc, chúng nó bắn, đã thành lệ, mỗi ngày hai lần, hoặc buổi sáng sớm và xế chiều, hoặc đứng bóng và sẩm tối, hoặc nửa đêm và trở gà gáy. Hầu hết đạn đại bác đều rơi vào ngọn đồi xà nu cạnh con nước lớn. Cả rừng xà nu hàng vạn cây, không có cây nào không bị thương. Có những cây bị chặt đứt ngang nửa thân mình, đổ ào ào như một trận bão. Ở chỗ vết thương, nhựa ứa ra, tràn trề, thơm ngào ngạt, long lanh nắng hè gay gắt. Rồi dần dần bầm lại, đen và đặc quyện thành từng cục máu lớn. Nguyễn Trung Thành, rừng xà nu. A lớn, lập cú pháp liệt kê. B lớn, lập cú pháp chêm sen. C lớn, liệt kê chêm sen. D lớn, lập cú pháp liệt kê chêm sen. 11 nhỏ.
Đọc đoạn trích sau và cho biết vì sao lập luận đưa ra lại bị phe đối lập bác lại. Năm 1990, trong cuộc thi hùng biện châu Á về luận đề, loài người chung sống hòa bình là lý tưởng có thể thực hiện. Phía phản bác là đội Đại học Đài Loan, số 2 nói, dựa vào số liệu thống kê, từ năm 1945 đến nay, mỗi ngày có 12 cuộc chiến xảy ra, bao gồm các cuộc chiến tranh quốc tế hay nội chiến lớn nhỏ. Xin hỏi mọi người, đó là trạng thái hòa bình chăng? Về việc này, đội bảo vệ là Đại học Nam Kinh số 3 phản bác. Đội bạn nói rằng từ năm 1945 đến nay, mỗi ngày nổ ra 12 cuộc chiến tranh. Các số này nêu ra không chính xác. Sự thật là những năm 60 tổng cộng đã nổ ra khoảng 30 cuộc chiến, còn đến những năm 80 thì cả thảy nổ ra chưa đến 10 cuộc. Điều này chẳng nói lên một xu thế hòa hoãn hay sao? Theo Triệu Truyền Đống, Phương pháp biện luận, Nguyễn Quốc Siêu biên dịch, Nhà xuất bản Giáo dục năm 1999. A lớn, luận cứ không đầy đủ. B lớn, luận cứ không chính xác. C lớn, luận cứ không tiêu biểu. D lớn, luận cứ mâu thuẫn. 12 nhỏ, đoạn văn sau chủ yếu sử dụng thao tác lập luận nào? Trên trời có những gì sao có ánh sáng khác thường, nhưng con mắt của chúng ta phải chăm chú nhìn thì mới thấy, và càng nhìn thì càng thấy sáng. Văn thơ của Nguyễn Đình Chiểu cũng vậy. Có người chỉ biết Nguyễn Đình Chiểu là tác giả của Lục Dân Tiên và hiểu Lục Dân Tiên khá thiên lệch về nội dung và về văn, còn rất ít biết thơ văn yêu nước của Nguyễn Đình Chiểu. Khúc ca hùng tráng của phong trào yêu nước chống bọn xâm lược Pháp lúc chúng đến bờ cõi nước ta cách đây 100 năm. Phạm Văn Đồng, Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc. A lớn, chứng minh. B lớn, so sánh. C lớn, giải thích. D lớn, phân tích. Phần tự luận 7 điểm, chọn một trong hai đề. Đề 1. Một nhỏ, giới thiệu khái quát về tác giả Tô Hoài và tác phẩm Vợ chồng A Phủ, 2 điểm. Hai nhỏ, phân tích giá trị nghệ thuật của việc xây dựng tình huống truyện trong truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân, 5 điểm. Đề 2. Một nhỏ, giới thiệu khái quát về tác giả Hemingway và tác phẩm Ông già và biển cả, 2 điểm. Hai nhỏ, có 3 điều trong cuộc đời mỗi người nếu đi qua sẽ không lấy lại được: thời gian, lời nói và cơ hội. Nêu suy nghĩ của anh chị về ý kiến trên, 5 điểm. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.